Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 100 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Thì tập này được mang tên là Người Người Dỗi Theo. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. ở tập trước thì khương thế hư lúc này hình như là biểu hiện ở bề ngoài là đã khỏe lại rồi lúc này đang tụ tập các vị thánh chủ đến đây của các thánh địa khác đến đây để bái kiến khương thần vương tại khương thần vương là một tồn tại có thể nói là rất là khủng bố ở thời điểm hiện tại thì lúc này khương thần vương đang ra tay để um, kêu bằng uh, hòa giải giữa diệp hàm và các thánh địa khác Nếu các vị không còn ý kiến gì nữa Thì hãy để cho tất cả theo gió bay đi thôi Thần vương tuyệt đại nhìn quét qua mọi người nói như vậy Tao đi chuẩn bị ngàn giảng cân nguyên Thánh chủ Khương Gia nói như vậy Ngay cả trong lòng không muốn Nhưng mà thần vương đã mở miệng như vậy rồi Gã căn bản cũng chỉ có thể tận lực mà làm thôi Thần vương gật đầu nói Đưa vào hóa lùng trì Đây là thánh trì Nơi phá kén thành bướm Cả chép hoa rồng Diệp Phạm trả lại ly hỏa thần lưu Chỉ riêng nó thì cũng có cái giá này rồi Thần Vương cũng tự biết Bởi vì bên trong đó còn có ẩn chứa đạo văn của Hằng Vũ Đại Đế Và có một ít cảm ngộ tu hành của gã Từ khi còn trẻ Hằng Vũ Đại Đế đã từng dùng binh khí này Cho tới khi trở thành Đại Đế Nó đi cùng với gã hơn nửa cuộc đời Chứng kiến lúc gã huy hoàng Cùng gã từng bước một đi lên đỉnh phong Dùng tâm cảm nhận Có thể sẽ hưởng thụ cả đời không hết Các thánh chủ kinh hải thần vương tuyệt đại này thật là lôi lệ phong hành không có chút dây dưa nào điều này khiến cho bọn họ rất bất an thánh thể hoàng cổ thực sự có thể đột phá hay sao đây nếu thành công thì không nghi ngờ gì nữa dịp hàm đã dính chặt vào cổ chiến xa vô địch khương gia này rồi tương lai các thánh địa sẽ không có ngày nào yên ổn được những người khác nhìn nhau tất cả đều kinh hãi có lẽ sinh mệnh của thần vương thực sự không còn nhiều nữa nên mới làm ra một loạt chuyện lớn như vậy tuyệt đối không thể xảy ra rủi ro gì tại cái thời khắc máu chốt này các vị cũng tản đi thôi thần vương tiễn khách trong đại điện to lớn các thế hệ con cháu trẻ tuổi của khương gia nhìn về phía diệp hàm với ánh mắt quái dị thần vương sống lại vậy mà lại yêu ái hắn như vậy thực sự khiến cho bọn họ vô cùng ghen tị sau khi những người không có quan hệ rời đi mọi người khương gia muốn hỏi về bí mật đại đế tại tử sơn nhưng đáng tiếc từ đầu tới cuối, thần vương cũng không nói một câu tới điều này, cũng không ai dám lớn mật mà hỏi. Thật ra ngươi cũng là người tốt. Thần vương nói câu này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Lúc dịp hàm ở Tử Sơn học được cửu bí từ Khương Thần Vương, sau đó đi Khương Gia truyền tin, lại dùng chân lông thần dược cứu ông ta. Tất cả những việc này đều là vì báo ưng. Ưng ừ, đức của Thần Dương, suốt đời ta không thể quên, Diệp hàm trịnh trọng thi lễ, rất thật lòng Hai người cũng không ai đề cập tới chuyện cửu bí, bởi vì chuyện này rất hệ trọng, rất nhiều thứ không cần phải nhiều lời, không cần nói rõ ra làm cái gì. Rất nhiều tu sĩ khương gia cũng không biết được. Thần vương thấy dịp hàm có vẻ muốn nói lại thôi, liền hỏi. Có chuyện gì khó giải quyết hay sao vậy? Không biết thần Dương có thể cứu được thái âm thân thể không vậy? Diệp hàm nghĩ tới tiểu đình đình vô cùng lo lắng nặng chết yếu. Hiện tại cho dù có hạt giống kỳ lân, nhưng nó vẫn chỉ là thần dược chưa thành thục, vẫn không thể giải quyết tình trạng nguy hiểm đó được. Thần thể thấy âm sâu. Thần vương ngẩn ra, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng hỏi. Nàng là ai? Nàng ở đâu vậy? Nàng chính là hậu nhân của thần dương ngài đó. Dịp hàm kỹ lại tỉ mỉ. Người của Khương Gia nghe thấy như vậy lộ ra vẻ khác lạ, một số nhân vật lớp tiền bối cũng mở miệng bổ sung thêm một chút chi tiết về thân thế của tiểu đình đình ừ, hậu nhân của ta lại có thể chất như vậy hả thần vương gật đầu đột nhiên thân thể của ông ta chấn động khóe miệng tràn ra một ngụm máu vườn vài trên cái bộ y phục màu trắng không nhiễm chút bụi nào nhìn có vẻ rợn người thần vương tổ tông tất cả mọi người đều biến sắc kinh hãi hôi lên Thần Vương mặc dù đã sống lại nhưng bọn họ vẫn rất lo lắng, cảm thấy được trạng thái của Thần Vương không tốt chút nào. Mọi người sợ ông ta chỉ còn là ánh sáng cuối chịu le lối thôi, sáng lên trong khoảnh khắc rồi sẽ chìm sâu vào trong bóng tối mãi mãi, hoàn toàn vững lạc. Tớ không sao. Thần Vương lau đi vết máu trên khóe miệng, bỗng nhiên ông ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hai luồng sáng rực rỡ, vươn ra một cái bàn tay to lớn, chụp thẳng vào hư không, lôi ra bảy tấm thân hình nhất tay tiêu diệt bọn họ thành tro bụi. Là kẻ nào dám nhìn trộm thần dương của chúng ta vậy? Tất cả mọi người đều lao ra đại điện. Được rồi, không còn ai nữa đâu. Thần vương khoát tay áo. Thần vương, ngài... Tất cả mọi người của Khương Gia đều vô cùng khẩn trương. Thần vương tuyệt đại còn sống một ngày là còn uy hiếp khắp cả đông hoang một ngày. Nếu ngài vẫn lạc thì thực sự là tổn thức khó đánh giá được. Thần vương không nói thêm cái gì nữa Đi ra khỏi đại điện Nhìn về phía chân trời xa xăm Nói Ta phải rời đi vài ngày Thăm lại một số nơi cũ đó Mọi người nghe như vậy Lại càng thêm lo lắng Thăm lại chúng cũ Chẳng phải là muốn giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng hay sao Rất nhiều người đều dự cảm được điều gì đó không hay xảy ra Thần vương Ta còn hạt giống kỳ lân Diệp Phạm nói Hắn không hy vọng thần vương vẫn lạc chút nào muốn dùng thần dược để cứu lại tính mạng của ông ta. Thần vương lắc đầu, từng bước đi xa, thân ảnh rất cô đơn và lặng lẽ. Rất nhiều người muốn đi theo, nhưng mà phát hiện ra ông ta chỉ bước một bước liền biến mất, nháy mắt đã hiện ra phía chân trời, căn bản không thể đuổi kịp được. Không ít người nhìn thấy thần vương ôm lấy thái vân tiên tử rời đi thần thành. Thần hình vô cùng cô đơn, ám đạm, chìm sâu vào trong từng mây dày đặc. Thần vương đi rồi, đại cường đạo thứ chín khương nghĩa liền hỏi tất cả mọi thứ về tiểu đình đình. Ừ, Đang là đời sau của đại ca khương triết của ta hả? Gã ta vô cùng kích động, sau đó tóm lấy vài tên đệ tử khương gia trực tiếp thăm dò thức hải của bọn họ, tìm được tất cả tin tức trong đó. Gã lập tức nổi giận nói: Hai mẹ con quá bụa là huyết mạch duy nhất của đại ca ta, vậy mà các ngươi dám đối xử với bọn họ như vậy hả? khương nghĩa dựng dữ quát đi tới gần một hệ của thánh chủ khương gia chỉ thẳng vào mặt của bọn họ mắng to nước miếng văng đầy mặt của bọn họ đình đình còn tôn quý hơn đám con cháu các người hàng trăm lần nếu có gì ngoại ý muốn xảy ra chỉ cần con cháu các người đi ra ngoài một người ta sẽ giết một người đi hai người thì ta sẽ giết cả đôi gã vô cùng tức giận còn nữa khương hải sinh là đứa con duy nhất của đại ca khương triết của ta ta là chú ruột của hắn sẽ trực tiếp theo các ngươi quay về khương gia Mặc dù hắn không phải là tu sĩ Các ngươi cũng phải dùng linh dược bồi bổ cho hắn ta Nếu hắn không sống được tới một ngàn tuổi Thì ta sẽ làm thịt toàn bộ đám con cháu của các ngươi Khương Hải Sinh theo lời của Khương Nghĩa Chính là Khương Lão Bá Gã đã tìm kiếm nhiều năm Nhưng vẫn không tìm được tung tích của bọn họ Rất nhiều người Khương gia đều sợ tái cả mặt Muốn làm cho một phạm nhân sống đến một ngàn năm Đây chẳng lẽ là muốn nghịch thiên sao Làm gì có ai làm được điều này chứ không lâu sau ta sẽ đi thăm bọn họ Nếu mà họ sống không được vui vẻ Thì ta sẽ tiếp tục rời đi Tiện tay giết luôn cái lũ con cháu bất hiếu các ngươi Đại cường đạo thứ 9 đã nói là làm Nếu không cũng sẽ không có chuyện trực tiếp tách ra khỏi khương gia Lúc này gã mang theo thung thiên ma quán từ thời thượng cổ Mắng cho một số nhân vật cấp tiền bối của khương gia Như bị máu chó đổ lên đầu vậy Có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm đi Khương Vân bước ra khuyên ngủ Khương Nghĩa Khương Nghĩa cũng rất là nể mặt ông ta, chỉ nhìn quét qua tất cả mọi người, sau đó thò cái tay tóm lấy Khương Nhật Thần trong đám người ra, giơ tay cho hắn bốn cái tát rồi nói: Tiểu tử, từ giờ trở đi ngươi phải thành thật cho ta Nếu còn dám làm gì ác với định định Dám bất kính đối với Khương Hải Sinh Thì ta sẽ lột da, rút gân, bóp nát xương của ngươi Khương nhật Thần sắc mặt tái nhợt ra Nửa chữ cũng không dám nói Gã biết rõ tính tình của vị tổ tông này Có rất nhiều truyền thuyết về đại cường đạo thứ chín này dám cãi lại một câu thì đảm bảo gã không giữ nổi cái mạng nhỏ của mình cho dù gia gia của gã là một vị đại năng thì cũng như vậy mà thôi tất cả mọi người đều hiểu được sau này tiểu đình đình khẳng định sẽ trở thành một trong những tiểu công chúa quý giá nhất của khương gia chưa nói tới thái độ của thần vương chỉ cần vị tổ tông thúc thúc này thì cũng không ai dám trêu vào nữa rồi dịp phàm rời khỏi đây đêm đó có rất nhiều người quen tới chúc mừng hắn có được sự giúp đỡ của thần vương hiện tại không ai dám có chủ ý gì với hắn nữa không ai dám gây sự bạn bác cũng từng âm thầm truyền âm cho hắn một lần sau đó không xuất hiện nữa có thêm một số con bài chưa lực thì lại thêm một phần an toàn mà hai ngày sau đồ phi và đại hát cẩu vượt qua hư không tới đây tiến vào thánh thành diệp hàm tự mình ra đón trời sinh đại hát cẩu đã không phải là loại tử tế gì sau khi vào thành thì đi chào hỏi khắp nơi nhất là khi nhìn thấy người của thánh địa thì đều vô cùng nhiệt tình Nhau, đã lâu không gặp, thằng là nhớ đó nha Hơ, ai cần ngươi nhớ chứ Không một đệ tử thánh địa nào tỏ ra thiện cảm cả Con chó dữ này đã để lại bóng ma trong lòng của rất nhiều người rồi Nhau, ta nhận ra ngươi rồi nha Chúng ta đã từng phong hoa tuyết nguyệt bên nhau á Ai từng làm vậy với ngươi Một số nữ đệ tử vô cùng tức giận Các người chẳng lẽ đã quên rồi sao Chính là cái buổi tối trước trời Gió lạnh á Chúng ta đã đại chiến một trận tại băng nguyên đó con chó điên nhà ngươi, cái này mà cũng gọi là phong hoa tuyết nguyệt hả? Dọc đường vào thành, đại hát cẩu không ngừng nhiệt tình bắt chuyện với người khác, dường như không ai là nó không quen vậy. Sau đó lại có thêm 7 tám người bị nó chọc dẫn tới mức rung cả người. Đại hát cẩu nhanh chóng tìm được mục tiêu mới, hô lên. Nào, mấy người các ngươi đừng có chạy, ta vẫn còn nhớ các ngươi là nhân sủng của ta mà. Như cho con chó điên này đi. Rất nhiều người vây nó lại, các ngươi định làm gì vậy hả Ta bị mất nhân sủng Chỉ muốn tìm lại mà thôi Chẳng lẽ điều này mà các ngươi cũng muốn ngăn cản hả Con bà nó Ngươi kiềm chế lại một chút đi Đồ Phi cũng chịu không nổi nó nữa rồi Còn chưa vào trong thành được bao lâu Bọn họ đã sắp trở thành công địch của tất cả mọi người rồi Cái này thì đã là cái gì chứ Các người phải học tập vô thủy đại đế đi Cả thế gian này đều là địch nhân Một đường đánh tới cảnh giới thánh hiện Đột phá vào cảnh giới đại đế đó Đại hát cậu nói năng hùng hùng đầy lý lẽ Ngươi ăn phận cho ta một chút đi Diệp Hàm thực sự muốn đạp cho nó một cái Được rồi Rốt cuộc thì đại hát cổ cũng thành thực một chút Không chào hỏi những người xung quanh nữa Lại nhìn về phía Lý Hắc Thủy bên cạnh Diệp Hàm Nói Ngươi cũng thiệt là đen nha Con chó này muốn ăn đòn hả Tao đang ở chỗ nào Lý Hắc Thủy rất muốn cho con chó này một trận trong hai ngày gần đây, tất cả tu sĩ trong Thần Thành đều bàn luận chuyện Thánh thể Hoang Cổ sắp tiến vào thứ cực bí cảnh, vô số người chú ý tới chuyện này. Tất cả mọi người đều chờ đợi thời khắc đó. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, do nó liên quan đến lời nguyên Thánh thể sau thời kỳ Thái Cổ. Nếu có thể thành công thì sau này nhất định sẽ dẫn phát ra sóng gió ngập trời. Có lẽ điều này còn có nghĩa là phiến thiên địa này bắt đầu biến hóa. Hiện tại trong phiến thiên địa này, trong một thế hệ trẻ tuổi đã sớm có thần thể xuất hiện tiên thiên đạo thai cũng nổi danh thiên yêu thể cũng có lời đồn chẳng lẽ các loại vương thể cổ kính đều muốn xuất thế rồi sao nếu như vậy thì sẽ trở thành cục diện cả bầu trời đầy sao đua nhau phát sáng thời kỳ các vương thể nổi lên sắp tới rồi nếu thánh thể hoang cổ đã hoang phế mười mấy vạn năm mà tu luyện tới cảnh giới đại thành thì sẽ trở thành cục diện như thế nào đây mọi người đều nghĩ đến tình huống này không kìm nổi tâm tính trào dân dưới bầu trời đầy sao này, chẳng lẽ thời đại các vương thể cùng xuất hiện, đua nhau tranh hùng đã đến rồi hay sao? Không nghi ngờ gì nữa, một khi điều này trở thành sự thực, thì một thời kỳ thiên tài cuộc khởi đã đến. Các kỳ tài cùng sáng tạo ra một thời đại huy hoàng, viết ra một truyền kỳ hoành tráng. Ai có thể đánh bại các chư vương một đường đánh tới cảnh giới đại đế? Không ai kết luận được điều này. Thời đại chư vương cuộc khởi đã đến rồi. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Chư vương cùng cuộc khởi, vạn giáo đua tranh, thời đại thịnh vượng có lẽ thực sự sắp đến, điều này cũng có nghĩa là sẽ xảy ra đại chiến triền miên dùng bão nổi lên. Sau khi Diệp Phạm đi vào thế giới này, hắn luôn luôn lan bạc khắp nơi, chạy trốn giữ mạng, dễ dụa để sinh tồn. Hiện giờ hắn có thể bình tĩnh đối mặt với các thánh địa rồi. Đã nhiều ngày, hắn nhận được lời mời tham gia dự tiệc của các thế lực lớn. Rất nhiều tu sĩ tới làm quen, mặt mũi của thần vương quả là lớn, tình cảnh của hắn đã hoàn toàn khác xưa rồi. Cái gọi là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, chỉ có ai từng trải qua thì mới có thể hiểu thấu được điều này. Cũng là một người, nhưng sau khi được thần vương ủng hộ thì lập tức trở nên khác hẳn. Lúc này đại hát cẩu say mềm, chốc lát lại sủa lên dưới ánh trăng, lâu lâu lại hú lên như một con sói vậy, làm cho chim chóc sợ hãi bị tán loạn. Ở đây có một cái hồ nhỏ yên lặng, mùi bùn đất trộn lẫn với bèo cỏ bốc lên, không có cây gì được trồng hai bên, lại càng không có một cái gì để làm nền cả trong nơi này rất có vẻ như nguyên thủy hoang sơ bèo rông chim trời cá nước rất có hương vị nơi thôn giả đây tuyệt đối là một nơi đặc biệt trong thường thành mặc dù không phải là nơi tao nhã nhưng cũng được một số tu sĩ vô cùng ưa chuộng ơi có bao nhiêu sáu năm cuộc đời dịp phạm hát vang Lý Hắc Thủy loạn choạng nâng chén ngắm trăng, thiếu chút nữa thì rơi tọt xuống hồ nước rồi. Nghe cũng thiệt là đen á nha. <laughs> Đại Hắc Cẩu thì say mềm, đôi mắt mông lung, ngất đầu nhìn Lý Hắc Thủy nói như vậy. Con bà nó chứ, con chó chết bầm nhà ngươi nó mấy lần rồi, muốn ăn đồn hả? Lý Hắc Thủy giận dữ. Tất cả mọi người xung quanh đều cười to, không khí rất sôi nổi. Mọi người chén qua chén lại, chén chú chén anh nâng ly chúc mừng. Gần mấy ngày vừa qua, không ngày nào là không thiếu những cuộc xã giao như vậy. Rất nhiều thế lực lớn tỏ ý lôi kéo, phần lớn đều phái một thế hệ trẻ tuổi tự mình tới lung lạc hắn. Hôm nay là đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi và vài tên con cháu của thánh địa, đại giáo cùng mời. Diệp Hàm cũng không từ chối, cùng với Lý Hắc Thủy và Đồ Phi tới dự. Tới tận khuya thì cuộc tụ hội ven hồ mới giải tán, đám người đại diện thánh tử rời đi. Sau nửa đêm, thân thanh vẫn như cũ, đèn đuốc sáng trưng, đây là một tòa cổ thành vĩnh viễn không hưu quạnh. Ánh sáng chiếu ra như sương khối màu bạc đang tràn ngập nơi này. Ta sẽ chờ ngươi đánh dở được lời nguyện, nếu không ta cũng không cách nào bắt ngươi đến luyện dược được. Đúng lúc này, một thiếu niên tầm 13, 14 tuổi ở phía đối diện đi tới, tay áo pháp phới như một vị tiên giáng trần. Gã Giá mặc một bộ áo trắng, không nhiễm một hạt bụi nào, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen như bảo thạch, môi hồng răng trắng vô cùng tuấn tú, khuôn mặt xinh đẹp tới mức khiến cho cả nữ nhân cũng phải ghen tị. Đây chính là thiếu niên kỳ tài hạ cửu u, gái nhìn chăm chăm vô dịp hàm rồi nói như vậy. Ta chờ ngươi tiến vào thứ cực, thần dương đã nói rồi, khi đó thì một thế hệ trẻ tuổi ai cũng có thể quyết đấu sinh tử với ngươi, lúc đó mà giết ngươi thì thần dương cũng không thể nói được cái gì. Ngươi là một mau đầu tiểu tử hay là một tiểu nha đầu vậy? Hắc hoàng nồng nặc mùi rượu, nói không kiên nể cái gì, Hạ cửu u hừ lạnh một tiếng, vương bàn tay trắng như tuyết ra, chụp tới đại hắc cẩu muốn bắt lấy nó. Bộ lông đen nhánh của đại hắc cẩu dựng ngược lên, nó cảm giác được nguy hiểm, liền há miệng, vồ lên cắn. Hư không rung rẩy lên, một cái tấm cổ bi thần bí hiện ra, dán vào bàn tay của hạ cửu u, đập thẳng về phía hắc hoàng. Hắc hoàng há miệng, phun ra một cái chuông lớn, chặn lại cổ bi đang lao đến, phát ra tiếng vàng trầm thấp, truyền đi tận mười dặm kinh động tới rất nhiều tu sĩ không thể không nói hạ cửu u đích thực là của tư chất ngút trời xưa nay ít có tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã là nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi thực lực cường đại tới mức khiến cho người khác phải rung động hắc hoàng bị đánh văng ra ngoài tuy nhiên nó cũng không bị thương có xương đồng da sắt chỉ lộn một vòng sau đó đứng lên cảm giác say rượu cũng tỉnh táo lại hơn phân nữa Rào, thật đúng là một tên yêu nghiệt mà Ngay cả trước thời kỳ quan cổ Cũng không có mấy người được như vậy Diệp Hàm nhanh chóng bước lên Bình tĩnh nhìn Hạ Cửu U rồi nói Muốn chiến với ta một trận sau Được thôi, chờ mấy ngày nữa đi Nếu ta tiến vào thứ cực bí cảnh Thì trận chiến đầu tiên sẽ lại với ngươi Chỉ sợ ngươi sẽ làm ta thất vọng mà thôi Hạ Cửu U vẫn như trước Thiếu niên đắc chí, kiêu ngạo thuận trời Không thèm để ý Diệp Hàm vào trong mắt Hai bên đường có không ít tòa nhà, rất nhiều tu sĩ xuất hiện. Đứng ở dưới ánh trăng nhìn về phía này, không ngờ trong thời khắc mẫn cảm này lại có người đi tìm dịp hàm gây phiền toái. Giáo cuộc thì ngươi là mau đầu tiểu tử hay là tiểu nha đầu đây? Hát hoàng vẫn bám chặt không buông, kiên quyết hỏi rõ cái việc này, miệng thì đầy mùi rượu. Còn chó dữ này, ta lộn da của ngươi. Hà cửu u nổi giận. Theo chủ bất giận, đừng ra tay, Hai lão giả áo xám không một tiếng động nào mà xuất hiện Ngăn cản kỳ tài trẻ tuổi này động thủ Sợ gã chọc giận thần vương Tiểu diệp tử nè Các đối thủ tương lai của ngươi thiệt là nhiều đó nha Người nào người nấy đều cường đại và biến thái Trên đường về Đồ Phi cảm thán Dù quan thánh tử Kim sĩ tiểu bằng vương Thần thể, tiên thiên đậu thai, hạ cửu u vân vân Không người nào không phải là nhân tài Kinh thế hải tục Tuyệt đối là vương giả tương lai tại đông hoang này Nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng suốt đi Một khi tiến vào thứ cực Thì e rằng người phải đại chiến mấy ngày liền Không chừng còn có rất nhiều tên quan độc xuất hiện nữa đó Lý Hát Thủy cũng gật đầu Như vậy thì mới có cảm giác thành công được chứ Nam thì nhóc hết lại Nữ thì bắt lấy làm vợ Đại Hát Cẩu hoàn toàn say rượu rồi Vừa chảy nước miếng vừa nói năng lung tung Ngày tiếp theo Tin tức chấn động được truyền tới thánh chủ khương gia mang một ngàn vạn cương nguyên tới thần thành chất đống số lượng này vào trong hóa long trì ngay cả ban ngày cũng có thể thấy được màu sắc rực rỡ tại đó chiếu thẳng lên trời ánh sáng che lấp cả mặt trời vô cùng sáng chói linh khí nồng đậm tỏa ra gần như sắp hóa thành chất lỏng rồi tràn ngập bên trong thần thành tất cả mọi người đều rung động đây chính là ngàn vạn cương nguyên vậy mà thực sự được mang tới đây việc này thực sự là chuyện chấn động thiên hạ tất cả mọi người đều bàn luận về nó Hiện tại trong thần thành chỉ có một đề tài bàn luận, đó là rút cuộc thánh thể hoàng cổ có đánh vỡ được lời nguyện hay không đây, có thể đột phá tiến vào thứ cực bí cảnh hay không. Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn luận chuyện này. Hiện giờ chỉ thiếu mỗi việc thần vương trở về nữa là dịp hàm có thể tiến vào trong hóa lông trì, tấn công cửa ải khó khăn đầu tiên trên con đường tu luyện. Trong những ngày tiếp theo, rất nhiều đại giáo khắp vùng đất Đông Hoang đều chú ý tới nơi này. Ngay cả các nhân vật cấp thánh chủ cũng không ngoại lệ bởi vì chuyện này quá mức trọng đại. Vạn nhất dịp hàm thanh công đột phá được cửa ải này, như vậy có nghĩa là trong tương lai, thánh thể hoàng cổ sẽ được tái hiện, đánh vỡ tất cả thế cục hiện nay. Điều này là do sử sách có ghi lại rằng, thánh thể hoàng cổ khi đại thành gần như có thể sánh vai với đại đế, đây là tồn tại cỡ nào chứ? Trong thời kỳ thiên hạ không có đại đế, một vị chuẩn đại đế có lẽ sẽ xuất hiện làm cho lòng người rung động, khó có thể đánh giá được ảnh hưởng của nó mang lại tất cả các tu sĩ đồng hoàng đều hướng ánh mắt về phía của diệp hàm tất cả đều theo dõi chờ kết quả yên lặng chờ thần vương quay lại chủ trì việc này cơn phong ba này lớn hơn mọi người tưởng tượng nhiều lần ngay cả trung châu cũng bị kinh động Trừ tượng bách giáo đều phái người tới quan sát xem thánh thể có đánh vỡ được lời nguyền không sáng tạo ra kỳ tích sau thời thái cổ hay không tiểu diệp tử ngươi có thấy áp lực không vậy mọi người chăm chú nhìn đó nha. đồ phi ngạc nhiên thán phục làm sao mà không áp lực được chứ Hiện tại thiên địa đã biến đổi rồi Ngay cả ngàn dạng cân nguyên cũng không đủ để ta tiêu xài đâu Dịp hàm thực sự trầm tư Trong mấy ngày kế tiếp Có không ít người từ Trung Châu đến đây Tiến vào trong thần thành Thánh thể đại thành có thể vô địch thiên hạ Sánh vai được với đại đế Lần đột phá cửa ải này hấp dẫn được sự chú ý của cả thiên hạ Hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người Đều hướng về phía đông hoang thần thành Vạn người nhìn vào Dịp hàm bắt đầu cân nhắc các khả năng chuẩn bị nghênh đón được phong ba bảo táp ngập trời này. Trong những ngày tiếp theo, không khí trong thường thành lại càng khẩn trương hơn, cao thủ thường xuyên đi lại, cương giá tập hợp cùng nhau, người từ bốn phương tám hướng đổ về đây không giới hạn chỉ trong đông hoang. Mà trong lúc này, kim sĩ tiểu bằng vương, diêu quan thánh tử, cơ gia thần thể, diêu hy, tử phủ thánh nữ, hạ cửu u, cũng không có ai rời khỏi thường thành. Mục đích của bọn họ đã vô cùng rõ ràng rồi, Diệp Hàm còn chưa đột phá được cửa ải, vậy mà khí tức đại chiến đã tràn ngập nơi đây. Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được sau này chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến lông trời lỡ đất. Mà trong những ngày này, có rất nhiều thế lực tới lôi kéo dịp hàm, có một số thánh tử và thánh nữ còn tự mình tới, rủ bỏ ân oán trong quá khứ, cải thiện quan hệ với hắn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu mà dịp hàm đột phá thành công thì có thể đoán được, thời đại huy hoàng của thánh thể đại thành chắc chắn sẽ đến, vào buổi trưa, Diệp Hàm và mấy người Lý Hát Thủy được mời đến huyện Thực Phủ, không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương có mái tóc vàng bay múa, kiệt ngạo bức tuân, có một cổ giả tính trời sinh, đôi mắt màu vàng tràn ngập sát ý, thân thể khôi ngô cao lớn tràn ngập cảm giác áp bách người khác. Gã nhìn chầm chầm vào Diệp Hàm, lạnh lùng, nói nếu ngươi tiến vào thế cực Thì ta nhất định sẽ lấy đi tính mạng của ngươi Cứ cầu nguyện đi Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho máu của ngươi chảy tới mức không còn giọt nào Trên mặt dịp hàm lộ ra ý cười Nhưng lời nói cũng rất cứng rắn Nói lại Ta rất chờ mong cuộc đại chiến thứ hai với ngươi đó Lần trước ta đã tự bó tay bó chân Hiện giờ không còn phải bó buộc cái gì nữa Ta muốn dùng thiên bản bát long thuật vô thượng để xé nát ngươi ra Sát ý của kim sĩ tiểu bằng vương xông lên tận trời cả người tràn ngập một cổ ma tính <laughs> bằng huynh à chúng ta uống rượu đi hôm nay uống rượu ngày hôm nay nói chuyện ngày mai làm gì chứ một người bên cạnh cười to lôi kim sĩ tiểu bằng vương đi gã chính là bạn bác khoác vai với vương giả tương lai của yêu tộc dường như rất tâm đầu ý hợp với nhau vậy diệp hàm sờ cầm lập tức nở nụ cười tiến vào trong huyển thực phủ tiểu diệp tử diệu dục am lại mời sao Bên trong huyện thực phủ, Đồ Phi rất ngạc nhiên, nói Ta nhớ hình như là đã đi vài lần rồi mà. Lý Hắc Thủy cười hăng hắc rồi nói Cái <laughs> này còn phải hỏi sao chứ, khẳng định là An Diệu Y đang tuyển chồng, tiểu Diệp tử rất có triển vọng đó nha. <laughs> Thật hay giả vậy? Đồ Phi trợn mắt, kêu lên quái dị. Con bà nó, Diệp Phạm, ta muốn quyết chiến với người Đừng có nghe hắn nói lung tung vậy chứ. Diệp Phạm lắc đầu, Lý Hắc Thủy nói Lần trước Diệp phẩm không được chọn Bị An Diệu Y dứt khoát bỏ qua Lần này thì khác xa nha Có thần dương tuyệt đại làm chủ dựa nè Nếu có thể đánh vỡ được lời nguyện Thì sau này có thể sánh được với đại đế nữa Tuyệt đối có ưu thế hơn bọn thánh tử kia rồi nếu có thể tiến vào tứ cực bí cảnh thì không cần phải nghĩ nhiều tất nhiên an Diệu y sẽ chọn diệp phạm rồi diệp phạm ta muốn liệu mạng chứ ngươi đồ phi liên tục kêu lên quái dị Tuy nhiên ta cảm thấy rất có thể là An Diệu Y đã sớm phát hiện ra một dương giả cường đại trẻ tuổi việc phạm ngươi sẽ bị cạnh tranh đó Lý Hắc Thủy nói à, Hai tên các ngươi nói cái gì có ít một chút đi Ta cho rằng cái việc đột phá cửa ải này khẳng định sẽ có sóng to gió lớn xảy ra Tuyệt đối không bình lặng vượt qua được đâu Diệp Phạm suy tư Đến ngày thứ 9 Thần Vương quay trở lại thần thành Trong 9 ngày thần Vương áo trắng rời đi này trên khắp đồng hoang xuất hiện rất nhiều tin đồn nhiều người nhìn thấy thân ảnh cô đơn của ông ta tới ngày thứ chín ông ta ôm thi thể của thái vân thiên tử đi tới một nơi là vùng đất mà ngày xưa họ từng đi du lịch qua thần vương tuyệt đại thăm lại chúng xưa ôm lại tình cảm năm xưa đáng tiếc người kia đã qua đời chỉ còn lại một mình thần vương cô độc trên thế gian này trong ngày mà thần vương trở về cả tòa cổ thành chấn động tất cả mọi người đều chờ mong nhìn thấy thánh thể hoàng cổ đột phá cửa ải các thánh địa đồng hoàng rất chú ý tới nơi này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng tới đây từ xa quan sát. Bốn đại hoàng triều bất hủ tại Trung Châu và các chư tử bách giáo đều cử người tới quan sát. Thần vương trở về gây ra chấn động mãnh liệt. Rất nhiều thế lực lớn đều chú ý. Người trong thiên hạ thì nhìn từ phía xa có thể nói là mọi ánh mắt thế nhân đều hướng về đây. Không ai biết đã bao nhiêu năm chưa từng rầm rộ như thế này rồi. Tiến trình tu luyện của một người lại hấp dẫn sự chú ý tất cả mọi người trên thế gian trở thành tiêu điểm của thế nhân. Các thánh tử và thánh nữ đều thấy khó hiểu, bọn họ đều là con cưng của trời, bất kể đi tới đâu thì đều là vườn trăng sáng được những vì sao vây quanh, nhưng tuyệt đối không thể so được với dịp hàm lúc này, dẫn động sóng gió trong thiên hạ nổi lên. Cũng chỉ là tứ cực mà thôi, năm năm trước ta đã vượt qua rồi. Có thần dương tuyệt đại che chở, đại ngộ chắc chắn sẽ không giống với người thường, khiến tất cả mọi người đều chú ý thôi. Theo ta thấy cái việc đột phá của ải này cũng không nhất định thành công đâu Nếu mà thất bại thì xem hắn thu xếp thế nào đây Chắc chắn sẽ làm cho cả thiên hạ ngã ngửa ra đó Trên đời có đủ loại người Đã có người muốn lôi kéo dịp hàm Tất nhiên cũng sẽ có người sau lưng nguyền rủa hắn Nhất là người của nguyên thuộc thế gia cổ xưa Bọn họ là những người khó chịu nhất Dịp hàm được thân vương bảo hộ Cả đời này bọn họ đều không thể thu được nguyên thiên thư Khiến cho họ tràn ngập trong oán hận Lúc này một đường đi tới, Diệp Phạm khẳng định là có không ít địch nhân chút nào. Nhưng kẻ như Lý Nhất Thủy, Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên tất nhiên sẽ không hy vọng hắn tấn chức, đều thầm nguyên rủa hắn sau lưng. Ngay cả khi thành công đột phá được cửa ải này thì hắn có thể tránh được kim sĩ Tiểu Bằng Dương giống như thần ma này sao? Chẳng lẽ hắn có thể chiến thắng được một thế hệ thiên kiêu như quan thánh tử sao? Đúng vậy đó, nói không chừng vừa tiến vào thứ cực đã bị người ta đánh chết ngay lập tức rồi. Không sai, các nhân vật trẻ tuổi tuyệt đỉnh nó đã tiến vào tứ cực bí cảnh mấy năm rồi, làm sao hắn có thể tranh phong với họ được? Nói không chừng, vừa tiến vào tứ cực ngày đầu tiên thì đã bị hạ cửa u giam lại, bắt đi luyện dược. Nếu vậy thì thần dương cũng không còn chút mặt mũi nào rồi. sóng gió trong thường thành bắt đầu nổi lên, khắp nơi đều chú ý chặt chẽ tới đây. Một đám thế lực siêu cấp tại Đông Hoang và Trung Châu đều cử người tới thường thành, quan sát thánh thể đột phá cửa ải. Tất cả mọi người đều yên lặng chờ thời khắc đó. Nhưng sau khi thần vương trở về thì cũng không tỏ vẻ gì cả, không truyền ra bất cứ tin tức nào. Điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ nảy sinh ra nghi ngờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ khi mà thần vương trở về, bây giờ đã đến ngày thứ năm, cũng có động tĩnh nhưng lại không có chút quan hệ nào với việc dịp hàm tiến công vào thứ cực bí cảnh, là một sự kiện khác khiến cho cả thành phải ồ lên kinh ngạc. Đó là một cái đám hỏi thế gia thái cổ phong gia là gia tộc vô cùng cổ xưa tại vùng đất này có thể nói là gia tộc truyền thừa lâu đời nhất tại đông hoang thì cũng không sai vô cùng cường thịnh viên minh châu của gia tộc này cùng dịp hàm đính hôn khi tin tức này truyền ra tất cả mọi người đều kinh hãi rất nhiều tu sĩ đều trợn mắt há mờm không thể hiểu nổi chuyện này xảy ra quá đột ngột ngay khi dịp hàm sắp đột phá cửa ải không ngờ lại xảy ra chuyện này vượt khỏi dự tính của mọi người tại sao lại như vậy đây là nghi vấn chung của tất cả mọi người. Không hiểu được tại sao lại như vậy khiến người khác vô cùng giật mình. Trời ơi, đó là một vị công chúa quý giá nhất của phong tộc nha. Thật là quá đột nhiên mà. Nhưng mà tại sao lại vậy chứ? Một vị cháu ruột của thánh chủ phong tộc vô cùng được sủng ái, sắc đẹp nổi danh khắp thiên hạ. Chưa nói tới thánh địa ngay cả hoàng trưởng bất hữu của Trung Châu cũng đều có người tới cầu hôn á. Viện Minh Châu của phong tộc lại gả cho thánh thể, thật là khiến cho người ta phải giật mình mà. Ta nghĩ rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều đang nguyền rủa hắn đó nha Chỉ e rằng thiên hạ này có không ít người muốn giết thánh thể đâu Viên Minh Châu của phong tộc này không phải là người tạm thường Thật là không có thiên lý mà Trong một ngày tin này đã bay lên đầy trời Cả thiên hạ chứng kinh Không ai ngờ chuyện này lại đột ngột phát sinh ra như vậy Là người trong cuộc Nhưng mà Diệp Hàm cũng trợn tròn con mắt Há cái mồm ra Sau đó thì dở khóc dở cười Vì hắn cũng không nhận được tin tức của phong tộc Cảm thấy đây chỉ là lời đồn mà thôi nhưng không lâu sau đó Khương Thần Vương xuất hiện, thông báo cho hắn biết đây cũng không phải là lời đồn vô căn cứ. Dịp hàm như hóa đá tại chỗ, cảm thấy có chút khó tin. Tất cả chuyện này đều quá bất ngờ, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy điều này như là đang mơ vậy. Cũng chưa xác định được chính xác, trong mấy ngày gần đây người của phong tộc sẽ đến gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể lọt vào trong mắt xanh của họ. Thần Vương nè tại sao lại như vậy? Dịp hàm khó hiểu. Người khác không biết Nhưng ngươi và ta đều tự biết Ngươi xem như là một nửa đệ tử của ta rồi Thần Vương cũng không nói gì thêm Nhưng cũng đủ để dịp hàm hiểu được ẩn tình trong đó Theo một nghĩa nào đó Thì việc này coi như khương gia và phong tộc kết thông gia Đồng thời cũng là một loại bảo hộ Mà thần Vương dành cho dịp hàm Có thể đảm bảo trong tương lai Hắn không phải lo lắng về tính mạng Dịp hàm thầm kinh hãi Chẳng lẽ thần Vương thực sự không còn sống được lâu nữa hay sao? giữa các thánh địa rất ít khi có chuyện thông gia bởi vì việc này liên quan đến truyền thừa của mỗi bên quan hệ thông gia bằng các đệ tử trung tâm thì sẽ xuất hiện rất nhiều ẩn họa hơn nữa nếu hai thánh địa thông gia với nhau thì các thánh địa khác sẽ nghĩ như thế nào khi xưa đã từng vì điều này mà diễn ra một cuộc đại chiến do đó hiện nay các thế lực siêu nhiên đều rất cẩn thận trong cái vấn đề này lần này tình cảnh của khương gia rất không tốt thần vương sống lại rất nhiều nhân vật cấp thánh chủ đánh tới hiển nhiên là dính dáng đến một số thánh địa bọn họ cần phải tìm cách phá giải cục diện này vấn đề tinh tế này không cần phải nói tỉ mỉ làm cái gì diệp hàm và cái viên minh châu của phong gia kết hôn sẽ dẫn đến cái gì thì người thường khó mà biết được là thỏa hiệp hay là liên thủ lẫn nhau không có mấy người hiểu rõ rất hiển nhiên sự tồn tại của thần vương tuyệt đại đã đưa đến tác dụng chứng nhiếp rất lớn là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy việc này nếu không thì việc này không thể có chút khả năng nào xảy ra được giữa các thánh địa có quan hệ rất phức tạp, Diệp Phàm cũng không thể chân chính hiểu rõ, nhưng hắn biết Khương Thần Vương sẽ không hại hắn. Thân thể của người tuyệt đối không có vấn đề gì, ta đã nghĩ rất lâu rồi. Theo lý thuyết thì có thể phá vỡ tiến vào thứ cực bi cảnh, nhưng phiến thiên địa này đã thay đổi rồi, tràn ngập những điều không xác định được. Phải tính tới tất cả mọi loại khả năng. Nếu mà thất bại thì dù ta có chết đi, vẫn còn khương gia và phong tộc, người sẽ không phải lo lắng vì tính mạng nữa. Thần Vương, ngài, dịp hàm chấn động vị thần vương tuyệt đại luôn cô đơn này thực sự có ơn với hắn hắn không muốn thần vương xảy ra chuyện không hay nào cả tại có hạt giống thần dược có lẽ sẽ có tác dụng nào đó mà thần dược đã sớm tuyệt chủng rồi mỗi một cây đều là duy nhất có thể trồng cho nó trưởng thành lên nếu mà hủy bỏ bộ gốc này thì sẽ khiến cho nó bị tổn thất không gì đánh giá được thần thể thì dạng năm còn thấy được chứ gốc thần dược kỳ lân này chỉ còn có một cây mà thôi nó còn quý giá hơn ta nhiều thần vương tự dẻo bức tử thần dược chính là dùng để cứu mạng thần dương ngại cần gì phải nói như vậy chứ ta cũng không phải là người bảo thủ ngươi không cần nhiều lời ta tự mình hiểu được tình trạng của bản thân ta huống chi ta cũng sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy đâu mặc dù ông ta nói như vậy nhưng lại ho ra từng đợt máu nhìn thấy mà lạnh cả người diệp phàm im lặng hắn biết có khuyên bảo nữa thì cũng vô dụng mà thôi Vết thương trên thân thể của thần vương là chuyện nhỏ, nhưng mà tổn thương về thần khí mới là nghiêm trọng. Thì triển ra tiếng than thở của thần linh, thật khó tưởng tượng ông ta phải trả giá như thế nào. Hơn nữa Thái Vân Tiên Tử đã rời khỏi trần thế, cũng là một đả kích lớn đối với ông ta. Có lẽ đây cũng là một cửa ải khó vượt qua của ông ta. Rốt cuộc là ông ta muốn sống một mình hay là như thế nào khác thì người ngoài không ai biết được. Thì ra cũng không phải là quan hệ thông gia gì, chỉ là một cách gọi mà thôi. Người ta đã nói rồi, viên minh châu tuyệt thế của phong tộc sao có thể gả cho một thánh thể không có tương lai rõ ràng vậy chứ? Nàng công chúa quý giá nhất của phong tộc có tư chất ngút trời, xinh đẹp tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành, có thân phận cao quý nhường nào, cuộc hôn nhân này không có khả năng thành công đâu. Thần dân tuyệt đại thì cuối cùng cũng sẽ có lúc cạn kiệt thọ nguyên, trạng thái này rất là không tốt, không có khả năng che chở mãi cho thánh thể được, phong tộc sẽ không đưa cái viên minh châu xinh đẹp đó cho hắn đâu. Sau khi nhiều người biết được sự tình liền đánh giá như vậy, Tiểu Diệp Tử nè, chuyện này có thể thành sao chứ? Nếu mà thật sự đính hôn cùng công chúa phong tộc á, thì cho dù thần dương có chuyện gì ngoại ý muốn, người cũng không phải lo nữa rồi. Đồ Phi nói, Lý Hắc Thủy cũng gật đầu cho rằng đây là một kỳ ngộ khó gặp được. Thế giới này rất thực tế, trước khi bản thân trưởng thành thì còn phải mượn dùng ngoại lực mới được. Các loại đồn đại nhanh chóng xuất hiện, có loại nói rằng Khương Vân đã từng đi tìm gặp cơ gia, nhưng lại bị uyển chuyển từ chối. Thánh chủ cơ gia đã sớm giữ lại cơ tiểu nguyệt bảo hộ trong tộc, Sợ thần vương tự mình ra mặt Có lời đồn nói rằng Cho rằng thần vương đã đi lên tử phủ thánh địa Tỏ ý muốn bồi dưỡng ra một thiên thiên thánh thể đạo thai Thánh chủ tử phủ gặp bất ngờ Tuy có hơi kinh hãi Nhưng lại kiên trì không đáp ứng Hai ngày sau Người của phong tộc xuất hiện tại thần thành Tin tức này lộ ra làm cho cả thành trở nên hỗn loạn Ngươi chính là tên thánh thể kia hả Dựa vào cái gì mà đòi kết hôn với tỷ tỷ của ta chứ Ngươi chẳng có điểm gì xứng đáng với nàng cả một thiếu niên 16-17 tuổi liên tục cười lạnh. Diệp Phạm không ngờ tới người phong tộc lại nhanh như vậy, thái độ lại bất thiện như vậy. Lúc này hắn đang ở trong túy tiên khuyết, đối phương đã tìm tới tận cửa. Túy tiên khuyết được dựng bên trong đám mây, tự thành một cái vùng không gian có phân ra các loại vườn xuân hạ thu đông. Lúc này Diệp Phạm cùng với đám người Lý Hắc Thủy, Đồ Phi đang ở trong một tòa lầu trong thu viên. Tại đây rừng một thành từng mảng, các loại trái cây cuối thu thi nhau tỏa hương thiếu niên người của phong tộc áo tím nhìn Diệp hàm nói năng rất vô lễ, không thèm nhìn hắn vào trong mắt. Diệp hàm buông chén rượu xuống bàn đá, đứng dậy, nhìn hắn một cái rồi nói. Những lời này ngươi có thể đi nói với thánh chủ của các ngươi đó. Ngươi cũng nhẫn nhịn được đó, họ Diệp kia ta cảnh cáo ngươi, đừng có si tâm vọng tưởng nữa, ngay cả khi có thần dương ra mặt thì tỷ tỷ của ta cũng sẽ không gả cho ngươi đâu. Thiếu niên áo tím có khẩu khí rất vinh báo, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cùng đứng lên, Hắc Hoàng cũng nhấp nhẩm, liếm liếm bộ mép điện thui của nó. Mồm mép của cái tên thiếu niên này quả thực khiến cho người ta không thể chịu được. Dịp Hàm khoác tay áo ngăn bọn họ lại. Hắn vẫn chưa có chút tức giận nào, ngược lại còn mỉm cười nói: <cười> "Ta cũng đâu có muốn đâu, nhưng mà ai bảo thánh chủ phong tộc của ngươi lại cứ đưa tỷ tỷ tới cho ta, ta cũng không thể làm khác được mà. Ngươi tìm lầm người rồi." Thiếu niên áo tím tên là Phong Liệt nghe thấy như vậy liền khinh miệt nhìn hắn một cái rồi nói. Ha, thánh chủ của tộc ta không thấy lực ngươi bàn luận ta chỉ muốn ngươi nói rõ với tất cả mọi người là ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta thôi ha cái gì chứ thánh thể đại thành có thể chống lại được cả đại đế phong tộc của ngươi đừng có mà kiêu ngạo như vậy đồ phi không kìm được mà mở miệng ha, thánh thể đại thành gì chứ ngươi thực sự cho rằng hắn có thể đạt tới cảnh giới kia sao đừng có mà mơ phong liệt liên tục cười lạnh lý hắc thủy cười lạnh rồi nói xem ra người của phong tộc đã làm hư ngươi rồi nhưng mà thế gia nào cũng có loại con cháu như vậy mà Để ta thay trưởng bối người dạy dỗ người một phen vậy <laughs> Chỉ bằng các ngươi sao Thiếu niên áo tím phong liệt cười lạnh rồi nói To gan Đúng lúc này hơn 10 người trẻ tuổi từ trong tòa cung điện bước ra Đi vào trong thu viên Bọn họ hiển nhiên đều có thân phận không tầm thường Đứng trước người phong liệt Lạnh lùng nhìn dịp Phàm và Lý Hắc Thủy Âm thanh tranh chấp tại đây Tất nhiên kinh động tới rất nhiều người ở cung điện khác mọi người liền đi ra nhìn về phía này. Sau khi nhìn thấy Diệp hàm, lại nhận ra người của phong tộc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Sau đó lao tới nơi này, lập tức vây quanh khu vườn. Phong liệt vô cùng kiêu ngạo, nói Tỷ tỷ của ta chính là nhân vật một thế hệ thiên kiêu, ngay cả kim sĩ tiểu bằng dương cũng chỉ có thể ngăn tay với nạn thôi, chỉ bằng ngươi hả, căn bản không xứng đâu. Điện mũi của ta tài năng trác tuyệt, 13 tuổi thì đã sáng tạo ra một loại thần thuật, chưa nói tới chuyện người có tiến vào tứ cực bí cảnh hay không Ngay cả người có thành công thì cũng thế nào chứ Người còn lại nói Ngươi thực sự nghĩ mình là Dư quan Thánh Tử hay sao Đừng có si tâm vọng tưởng nữa Một thiếu nữ trào phúng Đồ phi liếu lưỡi tự nói thầm Bọn quan hệ thông gia này của ngươi Cũng không có kẻ nào tốt đẹp cả Rốt cuộc là đến khảo nghiệm ngươi Hay là đến hạ nhục ngươi vậy Tình huống rất là không ổn đó nghe Tiểu dục tử nè Làm sao bây giờ Lý Hắc Thủy cũng thấp giọng hỏi, Diệp Phàm cười lạnh nói: <cười> "còn làm sao nữa chứ? Ai nên nhốt thì nhốt, còn ai nên đánh thì đánh thôi." Đồ phi có chút nghẹn họng nhìn trân trối, những người này thực sự là rất có thể sẽ là quan hệ thông gia tương lai của Diệp Phàm. Lần đầu tiên gặp mặt mà lại định trấn áp cường thế như vậy, thực đúng là khiến người ta không nói nên lời. Hả? Người đó làm sao? Muốn trấn áp chúng ta hả? Thực đúng là khoác lác mà thiếu niên áo tím phong liệt nhếch khóe môi cười lạnh là người thứ nhất bước tới phía trước sau đó những người trẻ tuổi phong tộc phía sau cũng đều tiến lên theo những người này không có người nào là kẻ yếu cả trong đó có người đã sớm đi vào tứ cực bí cảnh kém cỏi nhất thì cũng là ở cảnh giới đạo cung tứ trọng thiên vù vù trong mắt diệp hàm bắn ra thần mang vươn ra một cái bàn tay to màu vàng một mình độc chiến với mười mấy người toàn bộ ép bọn họ ở phía dưới trên bàn tay to màu vàng hiện ra đạo văn huyền ảo phức tạp trong đó một nam nhân vượt lên trước đám người, đón chặn cái bàn tay to màu vàng của Diệp hàm. Gã không dám dùng thân thể chống đỡ mà cầm cái chiến qua màu máu trong tay, phục ra từng đạo tia máu bổ xuống dưới. Răng rắc, bàn tay to của Diệp hàm như một cái cối xây màu vàng vô kiên bức tồi. Cây chiến qua màu máu kia bị ép xuống phía dưới, đứt đoạn từng tức một, hóa thành bột phấn rơi xuống rào rào. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, Người này biến sắc định bay ngược về sau mà đi Nhưng mà Diệp Hàm dứt khoát không để cho gã có cơ hội Bàn tay to màu vàng hạ xuống Chụp bắt lấy gã Như nhà lao không thể lây chuyển <laughs> Diệp Hàm phong bế gã lại Sau đó ném xuống đất Cũng không có liếc mắt nhìn gã một cái nào Tiếp tục nhìn quét về các nam nữ khác Ngươi thật to gan Dám đả thương đường huynh của tiểu thư Về quan hệ thông gia Ngươi đừng có nghĩ tới nữa một thiếu nữ xinh đẹp trách mắng có cái gì mà không dám chứ Ngay cả các ngươi ta đều trấn áp cả đám lại Diệp Phạm không chút đổi sắc Bước đi nhanh tới phía trước vươn ra cái bàn tay to Chợp tới hướng cô gái này Người dám dâu lệ với ta như vậy Người có biết ta là ai không Ta thổi nhỏ cùng lớn lên với phong hoàng tiểu thư Cô gái dung mạo xuất chúng này khẽ quát lên Trong tay xuất hiện một cái mặt cổ kính Bắn ra một chùm thần quang chói mắt Quét về phía trước Phong hoàng chính là viên minh châu tuyệt thế của phong tộc nếu là người khác dùng cái tên như vậy hơn phần nữa sẽ bị cười nhạo. Nhưng vị công chúa thiên tài của phong tộc này lại vô cùng xứng đáng. Chẳng qua chỉ là nha hoàng mà thôi, cũng dám nói chuyện với ta như vậy hả? Dịp phàm cười lạnh, bàn tay to quét qua, mặt cổ kính của tu sĩ tứ cực bí cảnh tế luyện mà thành kia lập tức hóa thành bột đồng, Bàn tay to màu vàng hạ xuống, chụp nắm cô gái này lên Không hề có chút lòng thương hương thiết ngọc nào cả Lập tức liền phong bí lại, sau đó ném xuống đất Đột nhiên vang lên một tiếng trống Thanh âm cũng không lớn lắm, nhưng cũng khiến thân thể dịp hàm rung động Thiếu chút nữa té ngã ngửa trên mặt đất rồi Lập tức đầu ván mắt hoa một trận Vũ khí này có đang vào trực tự thiên địa Trong đó lại có người nắm giữ trọng khí đỉnh đỉnh đại danh như vậy một tiếng trống buông xuống giống như thần âm thái sơ xuyên thấu vào trong xương cốt người ta thân thể cùng linh hồn đồng thời phát rung lên diệp phạm hét lớn vùng lên cái nắm tay màu vàng đánh tới phía trước hắn cũng không muốn bị động toàn thân hóa thành một luồng kim quang vọt tới tiếng trống thứ hai vang lên giống như thần âm sáng thế không một tiếng động phá nát khắp lâm viên các loại cây cối, tất cả đình đài các thứ, tất cả đều bị hủy diệt thành tro bụi. Chung quanh có rất nhiều tu sĩ đang xem cuộc chiến, thấy như vậy không khỏi biến sắc, đồng thời bay ngược lại rất nhanh tránh né, sợ bị cuốn vào trong đó. Ngay cả những người phong tục khác cũng đều thối lui ra xa. Trong hiện trường chỉ còn lại một nam nhân áo đỏ, trước người gã treo một cái trống da màu tím, dường như da kỳ lân che thành, mặt trên vẫy tím lấp lánh. <laughs> người ngươi đây là muốn chết mà. Gã thấy Diệp Phạm đến tới, trên mặt thoáng lộ ra vẻ cười lạnh, cầm cái dùi trống màu tím dùng sức vỗ động. Vàng lên tiếng trống thứ ba, như là khai thiên lập địa, chấn sụp đổ hư không, mây mù bốc lên, lôi đình đang vào nhau, hào quang tím xông lên tận trời bao phủ toàn bộ nơi này. Nơi nơi đều là lôi điện màu tím từ trong kỳ lưng cổ kia bắn ra. Nó như một vầng mặt trời màu tím treo giữa không trung, hào quang vạn trượng xuyên thủng hư không, quét sạch bốn phương trọng khí đang vào xuất ra đạo cùng lý như vậy đích xác cực kỳ đáng sợ đủ để tiêu diệt tu sĩ tứ cực bí cảnh trong nó có ẩn chứa pháp tắc thiên địa kết xuất ra một bộ phận lực lượng của đại đạo hư không rung chuyển dịp hàm từ trước đến nay chưa từng thấy phóng mình đánh lại đây lôi đình màu tím cũng không thể ngăn cản được hắn bởi vì trong tay hắn cũng có một kiện trọng khí kim cương trác sáng loáng cổ sơ mà tự nhiên mặt trên hiện lên đạo văn vững chắc không thể phá vỡ phá tan lôi đình thoáng cái liền hiện ra ngay trước mắt của người này bớp diệp hàm cũng không có hạ sát thủ dùng kim cương trác hộ thể với cái bàn tay màu vàng đánh bay người này ra ngoài rơi thật mạnh xuống mặt đất không còn nhúc nhích chút nào Soạt, hào quang nhoáng một cái diệp hàm thu lấy cái trống thần kỳ lưng làm của mình binh khí cực kỳ quý báu như vậy cũng không gặp nhiều thái thượng trưởng lão của các thánh địa đều khó có thể tế luyện ra ngươi thật là gan lớn bằng trời mà ngay cả trọng khí của phong tộc ta mà cũng dám cướp đoạt hả thiếu niên áo tím phong liệt biến sắc ta ngay cả các ngươi còn trấn áp nữa huống chi là binh khí ngươi cũng tới đây đi diệp hàm vươn ra cái bàn tay to màu vàng Chợp tới trong đám người Xoàng xoạc phong liệt cầm trong tay một cây bạch cốt phiên lay động nhìn diệp hàm rồi nói ngươi không cần vọng tưởng tiến vào tứ cực bí cảnh theo ta biết ngươi căn bản không thể thành công không nên ở ảo tưởng với tỷ tỷ của ta lại một kiện trọng khí đang vào tiên thiên văn lạc vì phạm biến sắc những người tuổi trẻ này không có khả năng có được binh khí như vậy chẳng lẽ là lớp nhân vật người già của phong tộc bày mưu đặc kế trong lòng hắn xoay chuyển nhanh chóng rất nhanh bình tĩnh lại ngươi không xứng đáng với tỷ tỷ của ta hôm nay ta muốn xóa sạch tự tôn của ngươi Phong Liệt cầm trong tay Bạch Cúc Phiên, dùng sức lay động bắn ra vạn đạo kiếm quang, không đã thương thân thể, chỉ đánh vào thần niệm. Cùng một lúc, một nam nhân mặc một cái thân áo trắng, tuổi còn trẻ bước tới phủ giúp Phong Liệt, chung sức lay động Bạch Cúc Phiên. Đây là trọng khí của một vị đại năng phong tộc. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều kinh hãi biến sắc. Diệp Phạm thì không thèm để ý, tay trái cầm kim cương trác, tay phải cầm đá thượng tiên, đánh vỡ vạn đạo kiếm quang, rảo bước đi nhanh tới phía trước, Bạch Cúc Phiên chấn động, bay ra một cái bức đạo đồ, lao xuống giống như thiên quân vạn mã đang chen chút lao xuống, muốn nghiền nát hắn. Diệp Hàm vung tay một cái, tung kim cương trác đánh ra ngoài, đánh lên trên đạo đồ. Hai thứ va chạm kịch liệt với nhau, phát ra vạn đạo lôi quang, chối sáng rực rỡ một vùng không gian. Nằm những áo trắng tuy là tu sĩ tứ cực bí cảnh nhị trọng thiên, nhưng mà thần lực vẫn không đủ để khống chế cái phiên này, không thể thúc động nó phát huy ra tất cả thần năng. Dịp hàm thần lực vĩnh viễn không khô cạn, dùng sức chấn một cái, kim cương trác phá hủy đạo đồ. Hư không rung chuyển, thần trác biến thành lớn, cố định giữa không trung, ngừng mang rực rỡ, hóa thành một cái hát động cắn nuốt hết thảy. Nó như là một cái hát động chân thực trong tinh vực mênh mông kia, nuốt thiên nạp địa. Kỳ thạch ở trong vườn, vầm cầu, lâu cát các thứ, toàn bộ đều vỡ nát, như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược hướng lên bầu trời. Bất kể là cái gì, phàm là vừa tiếp cận nơi đó, tất cả đều bị hắc động phá nát, hóa thành tro bụi không còn tồn tại, không có gì có thể bảo tồn lại được. Phúc, nằm nhân áo trắng miệng phun máu tươi, thần lực chống đỡ hết nổi, bạch cốt phiên rời tay bay thẳng về phía kim cương trác, mắt thấy sẽ bị nuốt vào trong hắc động. Diệp phàm vung tay áo lên, xoát một tiếng, thu lấy cái binh khí của đại năng này, nhét vào trong cơ thể mình. Diệp phàm tung một cái tác, đánh bay nằm nhân áo trắng, Tiếp theo đó chụp lấy thiếu niên áo tím phong liệt bên cạnh của gã ta nắm ở trong tay. Xách bổng lên như xách một con gà con, đưa gã lại đây. Người dám đối với ta như vậy? Phong liệt trống to. Bớp! Diệp Phàm trực tiếp thưởng cho gã một cái bàn tay to màu vàng, tác cho khớp xương cả người của gã kêu lạo xạo, học máu rồi ngã xuống đất. Trên bầu trời, kim cương trác hóa thành hắc động uy thế đại thịnh, thu lại hết toàn bộ nam nữ trẻ tuổi, nếu không phải dịp hàm lưu tình nương tay Toàn bộ bọn họ sẽ hình thường câu diệt rồi ừ, tiểu dịp tử kiềm chế lại chút Không nói phong tộc bọn họ cường thế Chỉ nói riêng quan hệ thông gia của bọn họ với ngươi Cũng không thể lỗ mãn được Lý Hắc Thủy khuyên ngủ Ta cảm thấy phong tộc thực chất có thể là đang tiến hành khảo nghiệm với ngươi đó Đồ Phi cũng ngầm truyền âm Gã cảm thấy đối phương có thể là cố ý như vậy Là đang thử thăm dò Bọn họ đều nghe dịp Hàm nói qua Về sự tinh tế của mối quan hệ thông gia này phong tộc cũng không muốn đáp ứng trước mà muốn đi tới thần thành tận mắt nhìn thấy diệp hàm mới có thể quyết định. <laughs> ta không phải đang tiếp nhận khảo nghiệm đây sao? diệp hàm mỉm cười cũng ngầm truyền âm rồi sau đó nhấc chừng đá mạnh vào phong liệt, đá cho cái thiếu niên áo tím đạo cung ngủ trọng thiên đau đến la làng, nước mắt nước mũi đều chảy ra. À, họ diệp người hãy đợi đó, dám đối với ta như vậy, cả đời này người đừng có nghĩ ta cưới tỷ tỷ của ta. gã tức giận kêu to. Tiểu dục tử nào đừng có đánh nữa Đây có thể là em vợ tương lai của ngươi đó Xem ra hơn phần nữa thật sự đang thử lòng của ngươi đó Ra tay chỉ là thử mà thôi Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy chạy nhanh tới ngăn cản hắn Không sao Trên mặt dịp hàm mang theo ý cười Lại đá thêm mấy đá vào phong liệt Lúc này mới dừng lại Hồi diệp ta nhớ kỹ ngươi Vừa rồi không ngờ ngươi lại dám đánh ta Đá ta Thiếu niên áo tím phong liệt Nghiến răng nghiến lợi Thức thú kêu lên Xa xa cũng không biết đến đây bao nhiêu tu sĩ đều đang vây xem. Mỗi người đều ngẹn họng nhìn trân trối. Dịp phạm đính hôn cùng viên minh châu của phong tộc lại đấm đá đệ đệ của nàng ta một trận như vậy. Cái này tất cả đều tắt nghẹn, không biết nói cái gì cho phải. Song Phương rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Điều này cũng quá khác thường rồi. Ngao, các người muốn làm nhân sủng của ta hả? Đại hát cổ nhìn chầm chầm những người này, hai mắt tỏa sáng. Con bà nó, còn trôi chết đây. Mọi người đều phẫn nộ cùng cực, Tiểu diệp tử nè Ngươi định giải quyết việc này như thế nào đây Không phải đã sớm nói rồi sao Nên đánh thì đánh Nên trấn áp liền trấn áp thôi diệp phạm nói tới đây Lấy ra cái trống kỳ lân kia Định dùng nó để trấn áp Phong bế mọi người Trọng khí đang vào thiên thiên văn lạc Không gian bên trong đều có thể sinh sống Cũng đủ để phong ứng bọn họ Ngươi trấn áp bọn họ thiệt khó Lý Hắc Thủy trợn mắt há hốc mồm. diệp Phạm, ngươi dám? Hơn 10 năm nữ trẻ tuổi cùng một lúc kêu to Hồ Diệp, ngươi muốn làm gì hả? Ta là thân đệ đệ của Phong Hoàng, ngươi dám trấn áp ta sao? Thiếu niên áo tím phong liệt hoàn toàn ngẩn người Có cái gì mà không dám chứ? Diệp Phạm cũng không thèm để ý Tiếng trống vang lên thu lấy mọi người trấn áp ở bên trong Ta xỉu bây giờ đi nào, tiểu dịp tử nào Ngươi cũng hơi quá đáng rồi nó nha Thật sự là trấn áp luôn cả em vợ của mình hả? Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi giật mình không biết nói cái gì cho phải. Xa xa tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá cường thế rồi, còn chưa có đính hôn mà lại trước mắt thân đệ đệ còn có đường huynh đường tỷ của nhà gái trấn áp một đống như vậy. Đây là chuyện gì chứ? Trời ơi, ta thấy thánh thể này cũng quá cường hãn rồi, bất chấp tất cả, toàn bộ trấn áp, thật sự khiến người ta không giận không được mà. Mọi người vây xem đều ngẩn người, gần như không thể tin hết thể điều mình đang nhìn thấy, rồi sau đó đều lao nhau bàn tán Chưa thấy qua người nào như vậy nha Sau khi biết được thân phận của những người đó Như thế nào cũng phải nương tay lưu tịnh mới phải chứ Hắn thật đúng là à, Làm cho người của phong tộc tức học máu đó nha Ta phục thiệt luôn á Hoàn toàn phục thiệt á Chưa từng thấy qua người ông cuộn như vậy á Thật không biết có phải quan hệ thông gia với phong tộc hay không nữa Túy tiền khuyết không phải là địa phương bình thường, là sản nghiệp của hoàng kim gia tộc Bắc Nguyên, vốn không cho phép người ta đánh nhau, nhưng lâm viên nơi đây bị phá hủy một góc nhưng không ai ra mặt can thiệp rõ ràng là có người sắp xếp toàn bộ hiện tại làm sao bây giờ đồ phi hỏi làm gì nữa chứ bây giờ ăn no rồi đi về ngủ thôi Dịp hàm trước tiên rời đi ý ta hỏi ngươi làm thế nào ăn nói với phong tộc kìa Hết tập 100 của bộ truyện Già dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachido nha.